Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với phần mềm bất động sản qlvda.net. Để tạo mới bất động sản, các bạn hãy chọn vào mục bất động sản và chúng ta chọn vào mục tạo mới. Ở mục nhu cầu, nếu như bất động sản của chúng ta là bất động sản cho thuê thì chúng ta sẽ chọn vào mục thuê và cho thuê. Nếu như bất động sản là bất động sản bán thì chúng ta sẽ chọn là mục mua bán. Tại mục phân loại bất động sản, chúng ta có thể phân loại là nhà riêng, đất nền, biệt thự villa, khách sạn, chung cư, phòng trọ hoặc là đất nền dự án, kho xưởng, nông trại. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ chọn là đất nền. Tỉnh thành và quận huyện của bất động sản thì chúng ta sẽ chọn vào nút bung dữ liệu lên và chúng ta sẽ chọn tỉnh thành. Ví dụ như là ở tỉnh Lâm Đồng, chúng ta sẽ chọn là Lạc Dương. Tại mục địa chỉ, chúng ta sẽ đánh tên đường, còn như là quận huyện với tỉnh thành, nó sẽ tự động nhận diện. Tại mục nhân viên ký gửi, nếu chúng ta không phải là công ty bất động sản thì chúng ta sẽ bỏ trống. Tại một khách hàng, chúng ta sẽ chọn vào nút mũi tên này để chúng ta thêm mới một khách hàng. Trường hợp đó là một khách hàng có sẵn thì chúng ta có thể chọn một trong các khách hàng của chúng ta có sẵn. Với tình trạng bất động sản mặc định, chúng ta sẽ chọn là đang chào bán. Trường hợp bất động sản này đã bán rồi thì chúng ta sẽ chọn là đã bán. Với trường hợp khách hàng ngưng giao dịch thì chúng ta sẽ chọn là tạm ngưng giao dịch. Với trường hợp khách hàng hủy giao dịch là không muốn bán nữa thì chúng ta sẽ chọn là hủy giao dịch. Chúng ta sẽ phân biệt giữa tạm ngưng giao dịch và hủy giao dịch là khác nhau để sau này chúng ta tìm kiếm cho nó dễ. Ngoài ra, nếu như là một công ty bất động sản cũng có thể chọn vào mục là mới về, đã báo sale hoặc là chưa báo sale để chúng ta biết được là tình trạng bất động sản này chúng ta đã nhập vào rồi và những người bán hàng của chúng ta đã biết bất động sản này đã có hay chưa. Mặc định nếu chúng ta là môi giới lẻ thì chúng ta sẽ chọn là đang chào bán. Ở giá bất động sản, chúng ta sẽ có hai loại giá, đó là giá chào khách công khai và giá có thể thương lượng. Ví dụ như giá chào khách là 1,5 tỷ nhưng mà có thể thương lượng còn 1,4 tỷ thì chúng ta cũng có thể nhập hai mục này để chúng ta có thể dễ dàng phân biệt và chúng ta dễ dàng trao đổi với khách. Tại kích thước và diện tích thì chúng ta sẽ có nhiều loại diện tích. Với diện tích ở trên sổ của chúng ta, có nghĩa là trên sổ thể hiện là 250m² thì sử dụng thực tế là 250m² hay là có thể có hơn. Tại ví dụ như ở trên sổ của chúng ta là 250m nhưng mà thực tế chúng ta có thể sử dụng lên tới 270-280m thì diện tích sử dụng thực tế của chúng ta cũng sẽ thay đổi trên những cái thông số này. Đối với nhà, chúng ta có 2 tầng thì chúng ta có thể sử dụng thực tế lên tới được 400m chẳng hạn. Ngoài ra, tại khu vực của chúng ta thì nó cũng sẽ có một cái mật độ xây dựng. Thì ví dụ như với mật độ xây dựng là 90% thì chúng ta sẽ có diện tích được phép xây dựng là 225m. Để cụ thể, chúng ta cũng có thể nhập chiều dài và chiều rộng bất động sản. Về quy hoạch và vị trí thì chúng ta sẽ có sổ đỏ, sổ hồng hoặc là giấy tờ đai. Mật độ xây dựng như đã nói trên là mật độ 90% và ví dụ khoảng lùi của chúng ta là 1.5m. Về loại đường phố, chúng ta có thể đánh dấu vào đây là hẻm xe máy hoặc là hẻm ô tô hay là mặt tiền đường nhựa hay là mặt tiền quốc lộ để sau này thuận tiện cho việc tìm kiếm theo nhu cầu của khách hàng. Chúng ta cũng có thể đánh dấu những cái view, ví dụ như là view đồi thông, view thành phố, hoặc các bạn cũng có thể yêu cầu những cái view khác thì phần mềm sẽ bổ sung vào đây để các bạn đánh dấu và khi mà các bạn tìm kiếm nó sẽ rất là tiện lợi. Về mục đích sử dụng của bất động sản của bạn, chúng ta có thể đánh dấu bằng những cái tag vào đây. Ngoài những cái thông tin ở phía bên trên như thế này thì chúng ta cũng có thể mô tả chi tiết hơn về cái bất động sản này bằng những cái mô tả cụ thể. Về mục hình ảnh, chúng ta sẽ có hình ảnh nội bộ và hình ảnh công khai. Với hình ảnh công khai thì những hình ảnh này sẽ được đưa lên website hoặc tự động đưa lên những trang đăng tin bất động sản. Còn với hình ảnh nội bộ là hình ảnh lưu trữ nội bộ của chúng ta để chúng ta theo dõi và chúng ta biết tình hình của bất động sản. Sau khi các bạn đã thêm toàn bộ những thông tin này vào thì các bạn hãy chọn nhân viên phụ trách, đó chính là cái nick của mình, và sau đó các bạn chọn lưu lại. Như vậy là chúng ta đã có thể thêm thành công bất động sản mới vào phần mềm quản lý bất động sản. Chúng ta có thể quay lại mục bất động sản để chúng ta xem dữ liệu của chúng ta vừa mới thêm vào ban nãy. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.